Hoàng Phi Hồng, Bí ẩn môi huyền thoại chính là bộ phim võ thuật hoàng ngữ rất lôi cuốn mà hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn. Bộ phim kể về một phần tuổi trẻ của Hoàng Phi Hồng, một nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử võ thuật Trung Hoa. Lấy bối cảnh bến cảng Châu Giang, Quảng Châu, con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc dưới triều Mãn Thanh. Vào những năm cuối thế kỷ 19, khi mà xã hội loạn lạc suy yếu, tại bến cảng này có hai bang phái đối đầu nhau tranh giành quyền bá chủ, đó là Hắc Hổ Bang và Bắc Hải Bang. Nhưng Hắc Hổ Bang có vẻ mạnh hơn một chút xíu khi dưới trướng bang chủ có ba đồ đệ dũng mãnh nhất, đó là Nhất Hổ cai trị điếm đèn, không thấy máu không dừng; Nhị Hổ cai trị sòng bạc, không thấy tiền không vui; Tam Hổ tinh minh, không thấy gái không vui. Hoàng Phi Hồng tìm đến xin gia nhập Hắc Hổ Bang, mong muốn được làm tứ hổ của bang này để thực hiện những mục tiêu mà đã hứa với anh em trong bang của mình. Mục tiêu gì thì vừa xem phim mình vừa hé lộ. Vượt qua hai thử thách của bang chủ Lôi Công, nhưng bất ngờ bị chĩa mũi kìm đã được nung nóng mà không hề sợ hãi và đổ nước sôi lên tay cũng không xin nghe gì. Hoàng Phi Hồng bắt đầu được bang chủ để mắt đến. Nhưng anh chỉ thực sự được ghi nhận và phong làm tứ hổ nếu lật được chiến công là đem được đầu của bang chủ bang Bắc Hải về. Không ngần ngại, người anh em trẻ tuổi này đã một mình tìm đến xào huyệt của Hắc Hải Bang và tỉ thí cùng bang chủ bang này. Màn giao đấu đao kiếm đẹp mắt lột tả được hết bản lĩnh và kỹ năng võ nghệ của nam nhi Trung Hoa sẽ khiến cho các bạn vô cùng mãn nhãn. Và đương nhiên, nhân vật chính không thể nào chết ngay từ đầu phim. Hoàng Phi Hồng nhanh chóng lấy được đầu bang chủ bang Bắc Hải. Vấn đề lúc này là làm sao thoát ra khỏi được vòng vây dày đặc của 500 anh em bang Bắc Hải đang ùn kéo đến ngoài kia. Hình ảnh Hoàng Phi Hồng buộc đầu của bang chủ bang Bắc Hải vào thắt lưng rồi một mình chiến đấu thực sự rất cùn ngầu. Dù đã tung chiêu sử đẹp được khá nhiều anh em đối thủ, nhưng Hoàng Phi Hồng vẫn chưa thoát được khỏi vòng vây này khi mà lại có thêm 500 anh em nữa kéo đến. Khi anh bắt đầu rơi vào tình thế yếu thì bất ngờ có sự giúp đỡ của một thanh niên mà nãy giờ nấp sau song cửa xem trộm màn giao đấu. Sau khi được giải cứu, Hoàng Phi Hồng chính thức được Lôi Công, bang chủ bang Hắc Hổ phong là Tứ Hổ, một trong bốn tứ trụ của bang này. Anh em trong bang chúc mừng có và cả dàn mặt cũng có. Bên ngoài kia bang, những đứa trẻ mồ côi cũng nâng ly chúc mừng và thề rằng sẽ xóa sổ Hắc Hổ Bang. Đang xen vào là hình ảnh quá khứ khi Hoàng Phi Hồng vẫn còn là một cô bé, hình ảnh của những đứa trẻ cùng nhau vui đùa ngây thơ, rồi hình ảnh Tiểu Hoa, một đứa trẻ vô tội bị bắt đi, đám trẻ con cầm dao kéo đến ngăn cản nhưng chỉ là hạt muối bỏ biển không làm được gì. Hoàng Phi Hồng cầu cứu cha mình, một lương y chuyên làm việc thiện, cứu người và nuôi dưỡng những đứa trẻ vô gia cư, đến giải thoát cho Tiểu Hoa, nhưng đến nơi thì cô bé đã bị đám người xấu bắt đem đi xa rồi. Trở lại với bến cảng Quảng Châu, sau một năm, con trai của bang chủ Bắc Hải tìm đến báo thù cho cha, nhưng cũng chưa làm được gì trước sự hùng mạnh của Hắc Hổ Bang. Quá khứ đã hiện ra trong giấc mơ của Hoàng Phi Hồng. Đó là cảnh đám cháy đã thiêu rụi người cha đáng kính của cậu. Cũng trong đám cháy này, Hoàng Phi Hồng đã cứu sống cậu bạn thân Tiểu Hòa. Di chứng để lại trên người cậu bé năm ấy là một vết sẹo mang hình thù con hổ phía sau lưng. Hoàng Phi Hồng đến với tiệc rượu của bang, ngay lập tức bị Nhất Hổ khiêu khích, nhưng anh vẫn tỏ ra dĩ hòa vi quý. Tiểu Hòa tỏ tình với A Xuân bằng chiếc vòng đeo tay vàng rất đẹp, nhưng cô gái không ngần ngại chối từ, thật buồn cho chàng trai, trong lòng A Xuân chỉ có Hoàng Phi Hồng. Quá khứ hiện ra quãng thời gian mà Hoàng Phi Hồng với Tiểu Hòa gặp được sư phụ của mình khi tìm đến báo thù đối thủ, nhưng may thay đối thủ đã chết. Vị sư phụ này đã lôi tuột hai cậu bé lên một cái hang trên núi và rèn giũa võ thuật cũng như đạo đức cho tới khi hai cô cậu tinh nhuệ và trưởng thành mới gật đầu cho xuống núi đi báo thù. Đó là khi hai chàng trai hiểu ra được rằng báo thù không có nghĩa là hạ gục đối thủ, không có nghĩa là giết chết một người, một băng đảng, mà báo thù là cứu người khỏi khổ đau. Bước đi đầu tiên trong kế hoạch này của Hoàng Phi Hồng là hạ gục Tam Hổ, người đang nắm giữ chiếc chìa khóa vàng của kho bạc, tiêu diệt rồi lấy giấu chiếc chìa khóa, rồi trả lại cả xác lẫn chìa về cho Lôi Công. Nhưng để mở được kho bạc thì song song một lúc phải có cả hai chiếc chìa khóa vàng và bạc. Bước đi thứ hai, Hoàng Phi Hồng tìm đến Nhị Hổ, người nắm giữ chiếc chìa khóa bạc để thỏa thuận giao dịch, đồng thời ly gián Nhị Hổ với Nhất Hổ. Sau khi bị nghi ngờ thì Hoàng Phi Hồng cũng nhanh chóng lấy được lòng tin của Nhị Hổ và được hắn ta dẫn đến kho bạc. Hoàng Phi Hồng đã vẽ lại bản đồ đến kho bạc và mật báo với Tiểu Hỏa và A Xuân. Những người anh em này cũng gửi mật báo lại cho Hoàng Phi Hồng thời gian hành động phá kho bạc. Ở một diễn biến khác, Hoàng Phi Hồng được Lôi Công dẫn tới kho vũ khí của ông ta
thật ra là để tiêu diệt con trai của bang Bắc Hải mà ông ta đã dẫn dụ đến. Trận giao đấu nảy lửa diễn ra, Hoàng Phi Hồng giao đấu với chàng trai này còn lôi công phụ trách đám đàn em thiếu gia của Bắc Hải bang, võ thuật cũng khá cao nhưng không thể nào vượt qua được Hoàng Phi Hồng. Khi đã khống chế được anh ta, Hoàng Phi Hồng không nỡ giết nhưng lôi công đã không do dự, tung chiêu cuối cùng kết liễu đối thủ trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Phi Hồng. Cùng lúc đó, Tiểu Hỏa và A Xuân đốt bàn đèn và phòng tín hiệu, Nhị Hổ đuổi theo A Xuân đến căn nhà vắng giữa rừng nơi Hoàng Phi Hồng đã mai phục sẵn ở đó. Trước cái bẫy mà Tứ Hổ đã bày ra, Nhị Hổ rất khó để thoát thân. Ở một diễn biến khác ngoài kia, Tiểu Hỏa bị bao vây không lối thoát và bị Lôi Công bắt về tra tấn. Nhưng Tiểu Hỏa nhất định không khai bất cứ lời nào. Tin bên ngoài truyền về cho Lôi Công. Lôi Công ra lệnh cho Hoàng Phi Hồng cắt lưỡi Tiểu Hỏa. Hoàng Phi Hồng đang lưỡng lự thì đúng lúc xác của Nhị Hổ được đem về. Bọn nghi ngờ đổ dồn vào Nhất Hổ khi trên xác của Nhị Hổ có dấu vết của cây trượng mà Nhất Hổ cầm trong tay. Nhất Hổ bị oan bèn đến để tra khảo Tiểu Hỏa, nhưng nhân cơ hội này Tiểu Hỏa tự sát dưới lưỡi kiếm của Nhất Hổ để cho Lôi Công nghĩ rằng chính Nhất Hổ đã giết người vì đầu mối. Kỹ nữ Kim Lan trên thuyền hoa, một trong những mắt xích của Hoàng Phi Hồng cùng với A Xuân tìm đến ám sát Nhất Hổ bằng mỹ nhân kế khi hắn đang đi tầm quất. Nhưng kỹ nữ chân yếu tay mềm này đã không thể đạt được mục tiêu mà còn bị Nhất Hổ thẳng tay giết chết. Giờ là lúc A Xuân phải ra tay giả bộ yếu đuối sợ hãi, nhưng nàng đã bất ngờ tung một dao khiến cho Nhất Hổ cục xuống bất ngờ. Từ đây câu chuyện hé lộ tình tiết mới, nàng Kim Lan trên thuyền hoa bấy lâu nay phải lòng Hoàng Phi Hồng nhưng anh không hề để mắt tới. Lại chính là A Hoa của thời niên thiếu đã bị bắt đi. Trước sự ra đi của A Hoa, Hoàng Phi Hồng đau đớn tột cùng và nhận ra người con gái duy nhất trong tim chàng không phải là A Xuân mà là A Hoa, kỹ nữ Kim Lan ấy. Hoàng Phi Hồng cùng A Xuân tụ họp bang cô nhi trước mộ của Tiểu Hỏa và A Hoa, thề rằng sẽ báo thù. Cùng lúc này Lôi Công loan tin trao thưởng cho ai lấy được đầu của Hoàng Phi Hồng. Hoàng Phi Hồng chính thức ra mặt lật đổ bang Hắc Hổ. Việc đầu tiên là giải cứu cho 300 công nhân đang bị Lôi Công giam giữ, rồi sau đó tìm đến quyết chiến với Lôi Công. Một giao đấu thực sự được mong chờ đã diễn ra. Hoàng Phi Hồng châm lửa đốt cháy con thuyền căn cứ của bang Hắc Hổ. Đây thực sự là hình ảnh một trận chiến nảy lửa của hai đối thủ ngang tài ngang sức. Hình ảnh Hoàng Phi Hồng và Lôi Công chiến đấu giữa biển lửa cũng giống như hình ảnh năm xưa cha của chàng bị thiêu chết dưới lửa. Đây mới thực sự là cuộc chiến mang tính chất báo thù. Nhưng đúng như lời sư phụ đã dạy cho Hoàng Phi Hồng, báo thù không phải là giết người, là hạ gục đối thủ mà là cứu người. Khi đã hạ được Lôi Công, lúc này ông ta đã trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Phi Hồng đã nắm lấy tay Lôi Công giữ cho ông ta không bị rơi xuống biển lửa dưới kia, nhưng Lôi Công không chấp nhận việc để thua rồi được đối thủ cứu. Ông ta chủ động gạt tay Hoàng Phi Hồng ra và nhảy xuống đám lửa đang bùng bừng cháy. Bến cảng Châu Giang được yên bình trở lại, Hoàng Phi Hồng đã giữ trọn được lời hứa với anh em trong bang của mình và đạt được ước nguyện với những người thân đã mất.